Xin chào tất cả các quý khán thính giả đã trở lại câu chuyện của The USKT nếu và trở lại bài viết của tác giả Navin. Theo khảo sát mới nhất của Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Quốc gia, các chủ doanh nghiệp nhỏ của Mỹ đã tỏ ra vô cùng bi quan về điều kiện kinh tế do tương lai lạm phát tạo gánh nặng cho mọi hoạt động của họ. Đúng là như vậy. Nên lạm phát ngày hôm nay được thông báo dưới tờ của chính quyền Biden vẫn vô cùng tệ hại, khi mà lạm phát tăng trưởng ở mức 8.2% so với cùng kỳ của năm ngoái. Nếu mà so sánh với giá cả của tháng 8, lạm phát đã tăng 0.4%. Lạm phát bòi bỏ đồ ăn và thức uống, năng lượng tăng 6.6%. Và cái kho lạm phát này đã tăng mạnh mẽ nhất kể từ năm 1982 đã vượt qua ngưỡng của 6.4% hồi tháng 2 và tháng 3. Trong một tháng 9 thì cái kho lạm phát đã tăng 0.6%. Những nhà kinh tế dự đoán là cái index sẽ tăng 0.2% trong mỗi tháng và 8.1% so với cùng kỳ của năm ngoái. Vẫn tiếp tục là sự thảm hại của chính quyền Biden. Sự tăng lạm phát này trong giai đoạn năng lượng dầu hỏa đã giảm 4.6%. Theo thông báo báo chí của cơ quan doanh nghiệp độc lập quốc gia, hôm ngày 10 tháng 11, cho biết tỷ lệ chủ doanh nghiệp kỳ vọng điều kiện kinh doanh được cải thiện trong 6 tháng tới sẽ giảm 2 điểm xuống mức âm ròng 44%. Mặc dù chỉ số lạc quan của doanh nghiệp nhỏ đã tăng 0.3% lên 92.1% hồi tháng 9, nhưng chỉ số này vẫn ở mức trung bình 48 năm trong tháng 9 liên tiếp. Phần trăm ròng của những doanh nghiệp này là những con số tệ và tăng ở mức âm là 10%. Trong khi đó thì có vẻ như nhà kinh tế trưởng của cái cơ quan này, đó là ông Bill Dunkelberg, cho biết lạm phát và tình trạng thiếu nhân công tiếp tục là những thách thức khó khăn nhất của chủ doanh nghiệp nhỏ phải đối mặt. Ngay cả những thách thức này, các chủ doanh nghiệp vẫn tìm kiếm cơ hội để phát triển kinh doanh trong giai đoạn hiện tại. Trong số những doanh nghiệp được hỏi, báo cáo lợi nhuận thấp hơn 42% cho rằng tình hình này là do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng, 21% cho rằng là doanh thu yếu hơn, 12% đổ lỗi cho chi phí lao động, 8% cho rằng là giá hàng thấp hơn, 6% cho rằng là thay đổi theo mùa đông thất thường, 3% theo tính thuế cao và chi phí là thủ phạm. Giá tăng cao nhất trong lĩnh vực bán lẻ, tiếp theo là xây dựng, vận tải và buôn bán. Có mức đầu ròng là 31% những chủ doanh nghiệp có kế hoạch tăng giá. Như vậy nó vẫn tiếp tục đẩy cái lạm phát dưới tờ của chính quyền Biden không có một cửa mà để sinh sống. Trong khi đó, cái lạm phát đang làm giảm cái lợi nhuận. Cái báo cáo hàng trăm cá nguyệt của công ty MetLife và chỉ số doanh nghiệp nhỏ của Phòng Thương mại Hoa Kỳ công bố vào tháng trước cho thấy 90% doanh nghiệp nhỏ lo ngại việc lạm phát ảnh hưởng thế nào đến hoạt động kinh doanh của họ. Một nửa số doanh nghiệp được hỏi rằng lạm phát là thách thức lớn nhất, với 71% tin rằng là tồi tệ nhất chưa xảy ra. Theo một bài đăng 21 tháng 9 của Phòng Thương mại, ông Tom Sullivan, Phó Chủ tịch phụ trách chính sách doanh nghiệp nhỏ tại Phòng Thương mại của Hoa Kỳ, cho biết lạm phát đang thật sự tác động mạnh đến doanh nghiệp nhỏ và thực tế là đang tác động đến tiêu cực của niềm tin, khả năng tuyển dụng và đầu tư vào doanh nghiệp của họ phát triển. Theo một báo cáo của Blackbird, một công ty cho vay thuộc sở hữu của American Express, cho biết cái lợi nhuận tổng thể trong lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ đã giảm từ tháng 7 của 2021 cho đến tháng 7 của 2022. Trong khi doanh thu của doanh nghiệp nhỏ đã tăng 87% trong giai đoạn này, lợi nhuận tổng thể đã giảm 4%. Kể từ đầu năm nay, các doanh nghiệp nhỏ phải đối mặt với thị trường lao động thắt chặt, lãi suất đi vay cao hơn và lạm phát tăng. Cái báo cáo cũng lưu ý rằng 75% số doanh nghiệp được hỏi thừa nhận bị ảnh hưởng và bị ảnh hưởng bởi áp lực của lạm phát, trong khi đó 56% đoán cái áp lực đó sẽ tiếp tục kéo dài cho tới mùa hè 2023. Và đó là sự kinh hoàng của nền kinh tế Biden. Và đó là hậu quả của lá phiếu 2020. Và nếu mà thật sự cái 87.000 nhân viên sợ thuế mà kích hoạt một lần nữa thì đó là câu chuyện vô cùng tệ. Ai cũng biết về điều này.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình của The USKT News tiếp theo. Chào tạm biệt.